God, and it's time for forgiveness. Sinful, but I'm not a minstrel. Đã quay trở lại cùng video squat và review xong mới rồi đây Hôm nay thì chúng mình hãy cùng nhau khám phá một thương hiệu Việt mới toanh Thông qua bộ son đầu tay vừa được trình làng của hãng này Chính là Mosa và Lip Cream Mosa thì là thương hiệu Việt với công thức sản phẩm từ Hàn Quốc Sản xuất tại Việt Nam Với đại sứ hình ảnh là nam ca sĩ quân AP Đây là thương hiệu vegan không sử dụng thành phần có nguồn gốc từ động vật Cũng như là cruelty free là không thí nghiệm ở trên động vật Các sản phẩm của hãng này thì cũng không chứa sunfat hay là parapet với bộ son lần này thì Pia Package và hộp son có tông trắng chủ đạo với cùng ánh xanh dương ombre lai màu về tím và xanh lá Thải son bên trong thì dạng trụ tròn thon dài, được làm bằng nhựa dày chắc trong suốt có thể nhìn xuyên thấu được kem son ở bên trong Trên thân thì sẽ có in tên hãng bằng tone bạc, ánh hologram khá là xinh. Mút cỏ son là dạng mút bông hình chiếc lá nhọn có độ nghiêng để ôm môi và lỗ khoét giữa để điều tiết lượng son. Bản màu Mosa sa và vẹt lip cream thì gồm 5 màu. Hôm nay sẽ sẽ squat và review chi tiết độ cả năm Chúng mình cũng bắt đầu luôn nhé Sẽ khá là bất ngờ bởi vì mã màu son thì được hãng đặt ngẫu nhi Chứ không phải là đánh số thứ tự từ 1, 2, 3 như là thường thấy Mở màn thì chúng mình có 04 Confident Một sắc nâu bê tay, cá tính và sexy Thoạt son còn ướt thì nhìn màu son sẽ ngã về cam đất Nhưng mà xét lại ở trên môi thì màu son ánh cam sẽ phai đi Giảm hẳn cho ra tổng thể một sắc nâu không trầm đậm Cũng không bật nhạt, rất là vừa phải và rất là xinh luôn với màu này thì Sa sẽ recommend cho chị em mình make up đi kèm để cho phù hợp nhất Son sẽ không khiến tone da nhưng mà sẽ hơi làm xịn men răng tự nhiên nhẹ Kết cấu ve vẹt lip cream nhà Mosa trên thực tế là dạng son kem lì đời mới Son ở dạng kem lỏng khi mà lên môi thì sẽ cho đường màu rõ đậm từ lần chạm đầu tiên Son sẽ xét lì mịn như nhung sau 1 đến 2 phút Sa thấy độ lên màu của son thì rất, rất là tốt Không xấu face là sắc đỏ nâu với độ trầm nhẹ Màu son này thì siêu siêu tôn da và làm trắng răng luôn son dùng sao cũng đẹp cho nên chị em mình cứ thoải mái lựa chọn nha Sao để ý là với chiếc son này á lúc son ướt thì son sẽ đậm màu và ánh tươi rực hơn khi son xét lại thì các màu son sẽ pha đi tầm 2 đến 3 tông nhẹ nhàng và trầm dịu lại trước son thì sao thấy xét lại tương đối nhanh cho nên sẽ cần chị em mình thao tác son chính xác và gọn lẹ so với son kem lười truyền thống thì sao thấy finish của mosa và cream á, nó sẽ mịn màng hơn ít lộ vân môi hơn hẳn 20 Energy là sắc đỏ ruby với nền tảng là đỏ base hồng thuộc về tông lạnh. Màu son cổ điển này luôn luôn là màu son đẹp bền theo thời gian, mang sự quyến rũ và sang trọng cho chủ nhân. Son đẹp không điểm trừ, giúp tôn da và làm trắng răng. Chiếc son này thì có mùi thơm trái cây khá là rõ và nồng. Chị em mà nhạy cảm mùi hương thì nên cân nhắc khoảng này nhé. Dùng son trên môi thì sẽ thấy son khá là dễ chịu. Son không quá nhẹ môi như là các dòng tin hay là velvet tin, nhưng mà cũng không nặng bết như là gloss hay là son kem lì truyền thống. 21 Positive là game hồng nút Baby Thuộc về tông lạnh Màu son này khá là hách tuổi Và sẽ cho chị em mình một tổng thể trong veo Tiểu thư và mơ mộng Tuy nhiên thì son rất là kén da Nhất định là phải dùng kèm make up nha Son sẽ xinh nhất cho các bạn sở hữu da trắng và răng trắng Vì son không bám chặt vào môi Gây khó chịu và lộ rãnh môi Cho nên xa thấy khi mà va chạm á, Thì son vẫn sẽ để lại dấu màu mờ mờ Không đáng kể Son có thể lau đi bằng khăn ướt Nhưng mà sạch nhất thì chị em mình nên làm sạch bằng các loại tẩy trang có gốc dâu trung bình sinh hoạt thì sao thấy độ bám của em son này khá là tốt trung bình son bám tầm từ 5 đến 8 tiếng lận Màu son cuối cùng 29 Achieve là sắc cam, cà rốt quyện cùng chút đất nhẹ. Màu son này sẽ đòi hỏi tone da từ trung bình đến sáng, kết hợp cùng make up để dùng đẹp. Vì son có cam rõ và khá là tươi, cho nên màu son này thì cũng sẽ làm xịn men răng tự nhiên đó. Mỗi thỏi son, mơ da và vẹt lip cream thì có trọng lượng là 4,5g, đang được bán với giá niêm yết là 339.000 một thỏi. Tổng quan thì xa thấy Việt Nam mình đang có sự xuất hiện dần của các brand mỹ phẩm mới. Sự góp mặt này sẽ giúp thị trường làm đẹp của chúng mình đa dạng hơn, giúp chị em mình có nhiều lựa chọn về sản phẩm hơn. Cá nhân xa thì xa rất là muốn ủng hộ hàng Việt và xa thấy chiếc son Mosa và vẻ lip cream này dùng khá là ổn, là một chiếc son kem lì đời mới mịn màng và nụ môi hơn. Tuy nhiên thì xa vẫn hơi tiếc là việc bản màu hơi ít. Hy vọng là trong tương lai Mosa sẽ ra mắt thêm nhiều màu son mới. Hai màu mà xa thích nhất trong collection đầu tay của Mosa chính là là 04 Confident và 06 Faith Nếu mà chị em mình đang tìm một chiếc son với finish lì nét bám lâu nhưng mà vẫn mịn mượt thì hãy thử qua dòng son này nha Trên thang điểm 10 thì xa xin cho Mosa và vẻ lip cream 8 điểm Video ngày hôm nay thì đến đây cũng đã hết rồi Sa cảm ơn mọi người thiệt nhiều đã xem hết video Đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của new way nhé Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo Bye bye, bye bye